Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món bánh mochi sô-cô-la nhân kem Oreo. Mình nghĩ là dạo này bánh mochi chấm kem đang hot thì các bạn có thể tận dụng nguyên liệu làm món bánh này. Thành phẩm với mình có phần còn hấp dẫn hơn. Nhân kem mát lạnh với vỏ mochi dẻo dai, thêm vị sô-cô-la nữa, rất là ngon. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Nguyên liệu mình cần như sau. Phần nhân bánh mình sẽ dùng 80g kem phô mai cream cheese, mình đánh nhuyễn với 15g đường bột. Mình nên dùng đường bột để nó có thể hòa tan tốt trong kem phô mai nhé. Khi phô mai đã mềm thì mình cho vào 60g kem tươi whipping cream, ít nhất 35% độ béo, đã để thật lạnh. Mình sẽ đánh tiếp đến khi kem bông đặc. Nếu các bạn không muốn dùng phô mai cream cheese thì mình có thể thay bằng whipping cream và chỉ đánh bông whipping cream thôi. Mình đập vụn 30g bánh quy, tương đương với khoảng 3 cái, rồi mình trộn đều với kem. Phần kem này mình sẽ cho vào túi bắt kem. Sau đó mình sẽ cho vào tủ lạnh ngăn mát. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần mochi. Trong bát mình có 100g bột nếp, mình cho vào 15g bột ngô, 30g đường, 7g bột cacao nguyên chất. Trộn đều. Mình cho vào 170g sữa tươi không đường. Trộn đều. Khi hỗn hợp đã mịn thì mình sẽ lọc hỗn hợp qua dây. Mình bọc màng bọc chịu nhiệt. Đục hai lỗ nhỏ ở phía trên, sau đó mình sẽ cho vào nồi hấp ở lửa trung bình lớn trong khoảng 25 đến 30 phút. Mình cũng có thể làm chín bằng lò vi sóng. Khi làm chín bằng lò vi sóng thì mình sẽ quay ở mức cao trong tổng cộng khoảng 2 phút rưỡi. Bột chín thì mình sẽ cho vào 15g dầu ăn. Mình sẽ để bột như vậy đến khi bột nguội hoàn toàn. Phần dầu ở phía trên sẽ giúp cho bột của mình trong lúc để nguội không bị khô. Khi bột nguội thì ta sẽ nhồi dầu vào với bột. Các bạn nên dùng găng tay khi nhồi để bột không bị dính nhé. Mình sẽ thu được bột bánh mochi dẻo dai. Bột bánh hôm nay mình có thể chia được thành 8 đến 10 viên, tùy vào các bạn muốn làm vỏ mochi nhiều hay ít. Mình sẽ dàn bột mỏng, các bạn có thể thao tác trên miếng giấy nén giống như mình để chống dính. Mình dùng một cái khuôn hình cầu để bóp kem vào giữa. Thực ra với món mochi nhân kem, nếu mà các bạn không có khuôn này thì mình có thể cho kem vào ngăn đá trước cho nó đông cứng. Sau đó thì mình sẽ múc thành các cục kem rồi mới bọc vỏ mochi. Mình làm thế này nó sẽ tiện hơn một chút, mình sẽ không phải chờ kem đông cứng. Nhớ xoa thêm bột áo bên ngoài trước khi cho vào hộp để bánh không bị dính vào nhau nhé. Bột áo mình dùng hỗn hợp bột cacao có trộn thêm sữa bột với tỷ lệ 1 thìa sữa bột và 1 thìa rưỡi đến 2 thìa bột cacao.
Thành phẩm bánh sau khi bọc nhân mình có thể ăn trực tiếp, hoặc ngon hơn thì mình sẽ để ngăn đá tủ lạnh cho phần kem cứng. Bánh mochi nhân kem lạnh thì mình có thể để ngăn đá trong 2 tháng. Khi mình để lâu trong ngăn đá, bánh có thể hơi cứng thì mình sẽ chỉ cần để bớt lạnh về nhiệt độ phòng, nó sẽ lại dẻo. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cách làm món bánh mochi sô-cô-la nhân kem lạnh. Các bạn hãy thử làm món bánh này nhé. Để ủng hộ mình thì nhớ cho mình một like và bình luận để mình ra video nhanh hơn nha. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong video sau.